Chào Mikael, tôi có thể hỏi chuyện này không? Ông chia sẻ rõ hơn tình hình của Rice đi. Anh ấy gặp chuyện gì vậy? Liệu có ra sân được trận tới? Tôi phải nói là đầy mơ hồ về trường hợp của Rice, bởi vì tới lúc này vẫn chưa rõ rằng cậu ấy có thể bình phục cho cuối tuần hay không. Có nguồn thông tin cho biết là Rice đã bị gãy ngón chân. Ông nói gì về chuyện này? Đó là chuyện dành cho các bác sĩ. Điều tôi có thể nói đó là cậu ấy chưa tập luyện trở lại nữa và không rõ có dùng được hay không. Odegaard đã vào sân cuối trận trước Inter. Liệu anh ấy đã có thể đá chính trở lại chưa? Tất cả các cầu thủ còn lại trong đội đều sẽ khỏe mạnh và có thể ra sân trận tới. Còn thì vẫn còn sớm để đưa ra quyết định, cũng như chưa chắc đây sẽ là thời điểm thích hợp của Odegaard để có bước tiến đó. Tôi đoán đó cũng là tình hình của Kai và Mikel Merino phải không? Đều ổn và có khả năng ra sân. Chúng tôi phải chờ đến ngày mai để xem họ thấy thế nào. Kai thì đã có vết rách lớn và đã không thể đá tiếp hôm rồi. Merino thì để nói, trước trận với Inter đã cảm thấy không khỏe và chúng tôi đã quyết định thay cậu ấy vào giờ nghỉ. Với chỉ một điểm trong 3 trận tại Premier League, một điều lạ lẫm so với chính phong độ đường dài mà Arsenal đã có. Liệu ông có phải nói chuyện với các cầu thủ để nâng tinh thần của họ lên lại? Khi không thắng thì nó ảnh hưởng đến tâm lý và năng lượng. Nhưng điều tích cực ở đây đó là không thể có ai khác trong hay ngoài phòng này mong có được chiến thắng như tôi. Và cả những cầu thủ trong phòng thay đồ cũng muốn vậy. Hôm nay tôi đã có cuộc họp với họ về tình hình và tôi có thể cảm thấy nó ngay lập tức. Điều tôi đồng thời cảm nhận đó là một niềm tin lớn về năng lực của chúng tôi. Một lần nữa, nói về điều chúng tôi đã làm ở Milan, xem đi xem lại, tôi chưa thấy một đội nào làm được như vậy trước họ. Nhưng chúng ta cần biến nó thành một chiến thắng, bởi vì sau cùng, đó là điều duy nhất mà mọi người sẽ dùng để đánh giá, chứ không phải sự vượt trội thể hiện trước đối thủ, hay rằng mình đã ép đối thủ ra sao, hay rằng chúng tôi đã thắng đối thủ ở mặt nào khác. Mọi thứ là về việc ghi bàn, và chúng tôi không làm được. Chúng tôi có vấn đề, và để giải quyết nó, sẽ phải bằng việc ghi bàn nhiều hơn đối thủ, là vậy đó. Để nói thì vào tháng 12 năm ngoái, ông cũng có chuỗi trận tương tự, một điểm sau 3 trận, để rồi sau đó có một chuỗi trận ấn tượng khác, 8 chiến thắng liên tiếp tại giải ngoại hạng. Liệu ông có đề cập đến chuyện đó để các cầu thủ ôn lại kinh nghiệm khi rơi vào một tình cảnh như vậy? Kết quả chắc là rất tương đồng, nhưng bối cảnh là đầy khác biệt. Mọi người kiểu như quên mất cách mà chúng tôi đã thua Bournemouth trong cả trận rồi nhỉ? Hay những gì mà chúng tôi đã làm nhưng lại không thể thắng Liverpool, rồi rất nhiều tình thế mà chúng tôi phải trải qua nữa. Còn thì nó không quan trọng. Sau cùng, chúng tôi cũng không thể đến Dubai khoảng một tuần lúc này, giống như năm ngoái. Giờ chắc chỉ có thể đi Dubai 2 ngày thôi, cũng là thời gian để bay đi và bay về. Để nói thì đội đang chơi hay hơn 10 lần so với những gì đã làm được ở giai đoạn trước đó. Đó là điều tích cực. Nhưng tất cả cần được chứng tỏ rõ ràng bằng việc phải chiến thắng, đặc biệt là cần để trả lời cho những câu hỏi nhất định. Từ bên ngoài nhìn vào thì có thể nói trận đấu tới đây trước Chelsea có tính chất đề then chốt cho cuộc đua ngôi vô địch. Dù vẫn là rất sớm để nói, chúng ta cũng không quá lo lắng về nó. Tuy nhiên, để khiến trận đấu này bị xem xét mức độ then chốt, phải thắng như vậy để không bị tụt lại so với các đối thủ. Ông nói gì về chuyện này? Đặc biệt để nói ở đây, chỉ vì chúng tôi đã mất nhiều điểm vài tuần qua, khi mà sự chênh lệch đang ngày càng nhỏ hơn và nhỏ hơn ở giải. Nhưng nó không đồng nghĩa là không còn nữa, chỉ là cần phải hoàn hảo hơn trong tương lai. Còn thì chắc chắn, chúng tôi muốn thắng, chúng tôi phải chuẩn bị, và chúng tôi phải chuẩn bị để chiến thắng. Đó là điều duy nhất trong đầu chúng tôi lúc này. Câu cuối cho tôi, Mikael. Ông nhận xét sao về Chelsea lúc này, đặc biệt là với những gì họ đang làm được cùng với Angel Maresca? Vì từ ngoài nhìn vào, nó vẫn như thể một mớ hỗn độn, nhưng họ lại đang xuất hiện ở top đầu bảng xếp hạng trong top 4. Thực sự ấn tượng về những gì họ đã làm, nhưng phải nói đến những gì họ đã làm được một năm trước đó với Pochettino nữa, vì 6 tháng cuối họ đã đầy phi thường. Có thể thấy điều đó qua đội hình và chất lượng mà họ có, rồi cả số cầu thủ nữa. Rồi sau đó thì Enzo đã đến thể hiện mình, có thể thấy rõ ràng những gì ông ấy muốn làm. Tôi nghĩ ông ấy đã thực sự can đảm từ ngày đầu tiên, tuân thủ nhất quán những gì mình muốn làm. Tôi hiểu cách tư duy của ông ấy. Tôi biết rất nhiều người quen với Enzo và ai nấy cũng đều vui vẻ khi thấy ông ấy tạo ra sự tiến bộ ở đó. Chào Mikael, nói về Chelsea, họ đã bằng điểm nhưng xếp trên Arsenal nhờ hiệu số. Ông có cảm thấy chuyện này sẽ là yếu tố phân định cuộc đua ngôi vô địch mùa này? Mọi thứ đều quan trọng cả. Chúng tôi không biết nữa. Nếu đến ngày cuối, hiệu số sẽ là điều quan trọng. Nhưng chắc chắn, nó là điều luôn cần để mắt. Liệu ông sẽ có phương cách nào để đối phó với Cole Palmer không? Người đang có đóng góp vào bàn thắng nhiều nhất mùa giải tới lúc này, 7 bàn và 5 kiến tạo.
Đó là câu hỏi mà chắc chắn mọi huấn luyện viên ở giải đều có từ năm ngoái, nhưng anh ta vẫn mang đến được tác động đúng cách. Rõ thì chúng tôi sẽ có kế hoạch, không chỉ cho Palmer, mà còn để hạn chế tối đa năng lực và sự nguy hiểm của Chelsea có, đồng thời khai thác điểm yếu của họ như mọi đội bóng. Câu cuối cho tôi, như ông luôn nói nhiều về những tiêu chuẩn tại Arsenal, rằng mọi trận đấu đều phải thắng lúc này, vậy nếu Chủ nhật tới, không có được chiến thắng, liệu ông có nghĩ rằng mình đã nằm ngoài cuộc đua ngôi vô địch? Tôi không nghĩ về chuyện đó. Mikael, như ông vừa nói, không có ai trong hay cả ngoài tòa nhà này muốn thắng nhiều hơn ông nhỉ? Tôi hứa với anh rằng không ai làm việc chăm chỉ hơn tôi và cả các cầu thủ của mình để giành chiến thắng. Nếu chỉ nói mõm thì chắc có ai đó khác, nhưng vào việc thực sự và đảm bảo cho mọi thứ diễn ra được thì không ai. Tôi đảm bảo việc đó. Nhưng liệu ông đã phải nhấn nút khởi động lại trong tuần qua để có đội trở lại như mong muốn? Chúng tôi không cần khởi động lại, chúng tôi cần một mặt nhất định nào đó, từ 95 phải trở thành 100 và tôi sẽ không tiết lộ điều đó đâu. Nói tiếp đi thưa ông. Không nhé. Để hy vọng với tình hình chấn thương của Arsenal đang ngày càng tốt hơn và dễ tới hơn, nhưng các đội bóng khác thì gần như cũng bị tình trạng như vậy. Liệu đây đã là lúc các đội bóng tại giải được dùng đội hình đông đảo hơn chưa? Để đưa ra quyết định thực tế, tôi nghĩ nó rất khó khăn. Liệu ông sẽ mong có nhiều cầu thủ hơn? Để nói nếu chơi mỗi 3 ngày với số trận phải đá thì nó sẽ là điều cần thiết đấy. Nếu chọn một con số, ông thích bao nhiêu? Số lượng cầu thủ thưa ông? Nó không phải vấn đề về số lượng, mà chất lượng đội hình chính là điều quan trọng. Không nói riêng số lượng được, có thể sẽ cần số lượng nhiều ở mọi tuyến, nhưng sau cùng vẫn là về trình độ của đội. Mikael, tôi thì muốn hỏi về Odegaard. Đang có nhiều áp lực dành cho sự trở lại của anh ấy để giúp cho đội ở khâu tấn công. Ông nói gì về sự trở lại nhanh của Odegaard để có thể giúp đội làm mọi thứ hợp lý trở lại? Tôi đang cần có điều đó, nhưng nó rất không thực tế. Chuyện vẫn là của cả tập thể. Mỗi cầu thủ sẽ chia sẻ vai trò với nhau trong việc tấn công và làm sao để chơi hay hơn cũng như ổn định hơn. Nhưng chắc chắn, việc có một cầu thủ như Odegaard giúp ích cho đội, bởi vì cậu ấy đã chứng tỏ tầm quan trọng của mình ra sao cho chúng tôi trong vòng 3-4 năm qua. Khi trải qua giai đoạn khó khăn vào cuối năm ngoái, ông đã nói về chuyện cho các cầu thủ xem lại những video và xem xét phản ứng của họ về việc bỏ lỡ những cơ hội. Liệu ông có cho rằng đó là một phần quan trọng của bóng đá, sự phản ứng của các cầu thủ trước những khó khăn? Có rất nhiều phương cách. Còn nói về hai trận đấu gần nhất, không nói về trận Bournemouth, khi nó là một trận có bối cảnh hoàn toàn khác, thì vấn đề là khá rõ để chỉ ra và việc giải quyết nó là hoàn toàn được. Câu cuối cho tôi, như vậy là Odegaard đã không được triệu tập lên tuyển quốc gia, nhưng có tin là đấy hoàn toàn có thể được bổ sung phụ thuộc vào việc thi đấu cuối tuần này. Liệu đó là chuyện vẫn đang được bàn bạc? Phải chờ xem cậu ấy thấy thế nào, xem ngày mai tập luyện ra sao, còn thì cậu ấy lành lặn để ra sân. Nếu cậu ấy ra sân thì còn phải chờ xem thấy thế nào sau đó, ba bên sẽ ngồi lại để đưa ra quyết định sau. Tôi muốn hỏi tiếp về Odegaard. Anh ấy là đội trưởng của đội, một cá tính dẫn dắt đội. Liệu lúc phải ngồi ngoài, anh ấy đã luôn ở quanh đội và giúp truyền tải thông điệp hay truyền động lực, đúng không? Vì có vẻ như với cá tính của Odegaard, thật khó để tách anh ấy ra khỏi công việc. Cậu ấy luôn rất gần gũi, luôn tích cực hoạt động cùng đội. Cậu ấy hiểu vai trò và trách nhiệm của mình. Còn thì Odegaard đã cố hết sức, nhưng chúng tôi đã không thể có cậu ấy cùng với đội mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoạt động khác nhau. Nói về chính việc này, đặc biệt là khi nói về động lực, thì không có vấn đề gì cả. Với nhiều khán giả, chuyện Odegaard trở lại là điều như ý, có thể giúp đội trở lại tiến lên. Liệu đó có phải là một góc nhìn quá đơn giản? Chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ giúp ích, bởi vì cậu ấy cực kỳ giỏi cho chúng tôi, có tác động lên đội, không chỉ trong tấn công, mà còn ở nhiều khâu khác nữa liên quan đến mặt tấn công, đặc biệt là cách chúng tôi thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Còn thì cậu ấy đã ngồi ngoài khá lâu rồi. Hy vọng rằng rất nhanh thôi, cậu ấy sẽ tiếp tục mang đến tác động lên đội. Đó là cách tôi nghĩ. Ông vừa nói là chắc không có đội nào sẽ tới 100 điểm mùa này. Ông có thể chia sẻ thêm không? Đó là tôi nghĩ vậy. Nó là điều sẽ rất khó khăn. Nhưng hẳn thì với những gì diễn ra vài năm qua, với tiêu chuẩn ở giải đấu là cực cao, chỉ cần thua 1-2 trận ở bất kỳ thời điểm nào trong mùa giải sẽ đầy tai hại. Vì Man City là đội đầy ổn định, ông có cảm thấy khác biệt mùa này? Liệu đó là chuyện ông đã chia sẻ với các cầu thủ những ngày qua, rằng 1-2 kết quả tệ không phải là một thảm họa, mọi thứ vẫn còn trước mắt?
Không, chúng tôi không biết mùa giải sẽ diễn ra như thế nào và rằng sẽ có đội nào có khả năng làm điều đó không. Nhưng đội nào cũng gặp vấn đề vất vả cả, ngay cả khi đang chiến thắng. Chuyện là vậy. Đôi lúc nói về sự chênh lệch, có thể cảm nhận được, cảm thấy nó rất lớn trong các trận đấu. Nhưng ngay lúc này thì không. Tôi chưa thấy một đội có được sự vượt trội lớn so với các đội khác. Còn sau cùng, sự thật vẫn là phải chiến thắng và tìm ra cách chiến thắng, tìm ra những tiểu tiết cần có để có được chiến thắng. Trận với Chelsea sẽ là trận thứ tư sân khách liên tiếp. Ông nói gì về sự cổ vũ mà mình và các cầu thủ cảm nhận được từ Preston, Newcastle và Milan? Người hâm mộ đã rất tuyệt vời với cách họ theo đội và cổ vũ cho đội. Không may rằng hai trận qua chúng tôi đã không có cơ hội mang về chiến thắng, nên trận Derby London này sẽ là nơi tốt để làm việc đó. Chào Mikel, mùa rồi khi đá sân khách, Arsenal đã có thành tích ấn tượng, nhưng mùa này có vẻ như không được như vậy nữa khi không ghi được bàn kể từ trận đấu với Man City. Đứng thứ hai trong danh sách đội dứt điểm ít nhất khi làm khách. Ông có nghĩ đó là vấn đề của sự thiếu sáng tạo hay nguyên nhân từ đâu vậy? Có rất nhiều thứ khác để nói đến, nhưng trình độ của đối thủ mà chúng tôi đã đối đầu, chắc chắn vậy. Chưa đội nào phải đá sân khách nhiều như chúng tôi mùa này, cũng như chắc chắn là chưa với những tình huống phải đá nửa số trận đó với chỉ 10 người, không đội nào tại giải cả. Ông Hạng sẽ vẫn tính chuyện đá không có Odegaard. Khi đó sẽ phải tinh chỉnh tuyến giữa, thay đổi nhiều thứ. Nhưng liệu khi nấy quay lại, mọi thứ sẽ được trở lại trước thời điểm Odegaard chấn thương, không dùng sơ đồ 4-4-2 nữa phải không? Chúng tôi phải tinh chỉnh rất nhiều thứ mùa giải này, bởi vì chúng tôi có nhiều ca chấn thương và rất nhiều vấn đề, đặc biệt là hàng thủ và hàng tiền vệ, nên đó là điều mà đội đang tập luyện theo và thích ứng dần. Rất nhiều lần nó đã rất hiệu quả, nhưng đôi lúc khác, vài thứ đã thiếu vắng, bởi vì nó sẽ cần khác đi, nhưng cái đội chắc chắn có năng lực cho việc đó. Tôi muốn hỏi tiếp về những sự thay đổi người ông đưa ra ở những trận qua. Ông tung Zinchenko và Nkwaneri cùng lúc trước Newcastle và cái Inter. Tôi muốn biết là những cầu thủ đó có thể thay đổi được điều gì, đặc biệt là khi họ cùng vào sân như vậy. Tôi nghĩ nó đã có chút khác biệt về giai đoạn của hai trận đấu đó. Một là khi chúng tôi đã mất kiểm soát trước Newcastle ở những khu vực nhất định, và tôi tin rằng hai cầu thủ đó là phù hợp, nhưng chúng tôi đã không có gì khác. Trong khi ở trận đấu với Inter, nó đã có chút khác hơn, đã hay hơn chút. Tôi nghĩ chúng tôi cần nắm bắt được cách để có thể thay đổi các trận đấu. Yeah.